Quý vị khách hàng đang tìm nhà đường to, ngõ rộng, ngõ thông, ô tô đi qua mà ở tại Hà Đông giá rẻ thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà ngõ thông, đường thoáng, vị trí của nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà thực tế đây là ô tô tải đi qua, và với căn nhà này thì mặt ngõ thông. Tiếp theo, ô tô đỗ cạnh nhà ngày đêm thoải mái, và với cái căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 32 m², thiết kế và xây dựng cho quý vị là 4,5 tầng, thiết kế công năng sử dụng rất chi là hợp lý, phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng. Với phần mặt tiền của ngôi nhà thì được gần 4 m, và gần phần cửa chính thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính quý vị nha. Căn nhà này được cái ưu điểm lô góc hai mặt thoáng, cho nên ngoài phần cửa chính trước thì đằng sau bên cạnh là có cửa sổ bên hông nữa. Tất cả các cửa sổ đều thiết kế hai lớp. Và căn nhà này thì sổ sách chuẩn chỉnh pháp lý, rõ ràng giấy phép xây dựng đầy đủ. Vị trí của nó thuộc quận Hà Đông cho nên là nó có giấy phép xây dựng rất chỉnh chu đầy đủ. Quý vị hoàn toàn yên tâm, không có bất kỳ lỗi phong thủy gì cả. Nhà thì xây mới hoàn toàn theo đúng hiện trạng. Quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ trao tay. Tầng 1, Ngọc Ánh đang đứng ở đây là thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm đều đã được lắp đặt đầy đủ. Công năng sử dụng hài hòa, hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Nói là 4,5 tầng nhưng thực tế nó, nếu như tính ra mà đổ ở trên tầng 5 ấy mọi người, trên đó là phải là 5 tầng thì nó mới là chính xác. Và với cái căn nhà này thì đi lại nó sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm theo trục đường quốc lộ 6, hoặc là quý vị đi làm theo cái cung đường bến xe Nghĩa đi lên. Và căn nhà này thì thiết kế tiếp theo ngoài phần tầng 1 đây là phần phòng bếp mọi người ạ. Thực ra với công năng sử dụng như thế này thì nó sẽ phù hợp với đối tượng sử dụng, đối tượng khách hàng. Có những khách hàng thì mong muốn là phải phòng bếp riêng này, phòng khách riêng. Tuy nhiên với căn nhà này, với cái diện tích như thế thì chủ nhà chỉ thiết kế làm sao tối ưu công năng sử dụng thôi. Còn nếu như mà để không thì không chia được phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Tầng 1, vẫn là thiết kế thêm được một phòng vệ sinh ở dưới tầng 1, sử dụng cho quý vị đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, máy bơm, cũng như công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 chỉ là để đi vệ sinh thôi mọi người ạ, và rửa tay. Còn phòng tắm thì ở phía bên trên. Tủ bếp thiết kế đầy đủ cho quý vị, gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp ốp gạch và mặt bếp ốp đá granite với chữ L nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Chậu rửa, gói rửa, thiết bị đều đầy đủ đáp ứng công năng cho quý vị. Đó. Với căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh tiện ích ngập tràn chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Nghĩa, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 4,5 km. Nói chung Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người có sao thì nói như vậy cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Quý vị có thể cân đo đong đếm cái quãng đường đi của mình sao cho phù hợp với quý vị. Còn nói chung là không nói một đằng mà quý vị đến xem một kiểu là không có. Nhà có như thế nào, quý vị đến xem, Ngọc Ánh nói là như vậy. Toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Bước lên trên phía cầu thang, phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, và đây là phần phòng ngủ. Đây ạ. Với phần phòng ngủ thoáng, hai cửa sổ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm cũng đều được lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Hướng nhà là hướng Tây Tứ Trạch, cho nên quý vị nào đang hợp hướng Tây Tứ Trạch tìm nhà lô góc hai mặt thoáng ô tô đi qua thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả cho quý vị ạ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và đây là phần phòng vệ sinh. Cửa thông phòng rồi là cửa nhà vệ sinh thiết kế đều là một lớp cửa. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2, đầy đủ hệ thống bồn cầu, hút mùi cũng như hệ thống sen tắm đầy đủ. Và trong phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp gạch lên trên tới gần trần rất là sạch sẽ. Mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Ngoài năng đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 của ngôi nhà thì công năng sử dụng lại chia thành một tầng 2 phòng ngủ trước
và sau phòng vệ sinh đặt ở bên cạnh để sử dụng cho hai phòng ngủ. Nói chung với một hộ gia đình sử dụng 4 phòng ngủ trên một căn nhà là quá ok đúng không mọi người? Và đây là phần tầng 3 rồi ạ. Phần tầng 3 đấy, phòng nào cũng có đầy đủ ánh sáng tự nhiên, rồi là trần thạch cao, ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa, lắp xong hết. Với cái phòng tầng 3 này, một tầng chia ra hai phòng ngủ, thì hai phòng ngủ của nó vừa đủ dùng mọi người ạ. Vừa đủ dùng, nó không quá rộng như là tầng 2, một tầng một phòng. Nói chung là công năng như em đã chia sẻ, có sao em sẽ quay review chuẩn cho quý vị như vậy. Có như thế nào thì đến quý vị đến xem là như vậy. Mời quý vị theo em lên tầng tiếp theo. Phan Ngọc Anh đang đứng trên phần tầng 4 của ngôi nhà. Quý vị ơi, trên tầng 4 của ngôi nhà cũng thiết kế công năng sử dụng tương tự như tầng 3 cho quý vị, là hai phòng trước và sau. Như vậy, với ngôi nhà này, chủ nhà tạm thời thiết kế lên trên cái tầng 4 là chúng ta đã có 5 phòng riêng. 5 phòng nha quý vị. Đó, 3 thế hệ gia đình ở vẫn cứ là ok. Tất cả mọi người đều có phòng riêng sử dụng thoải mái. Đó, đây là phần tầng 4 ạ. Quý vị thấy không, Ngọc Ánh lúc nào cũng quay review nhà chuẩn chỉnh cho quý vị từng ly từng tí. Nhà mà có chéo không vuông hoặc là như thế nào đấy em cũng sẽ chia sẻ luôn. Hoặc quý vị có thể gọi điện em tư vấn trực tiếp luôn rằng là ngôi nhà này nó có bị về phong thủy hay không như nào đấy em sẽ chia sẻ luôn. Đây là phần phòng chờ, lắp đặt phòng vệ sinh trên tầng 4. Bán tại hiện trạng nha mọi người, cho nên là hiện tại thì chủ nhà đang không lắp đặt thiết bị vệ sinh ở đây mà sẽ để chờ, để nếu như quý vị có nhu cầu sử dụng thì quý vị sử dụng. Bởi vì nếu như quan điểm của Ngọc Ánh là có một số hộ gia đình chỉ có hai vợ chồng trẻ với lại một hai bạn nhỏ thì trên tầng 4 này là gần như không sử dụng đến, cho nên chủ nhà cũng có cái tính riêng của chủ nhà đấy mọi người ạ. Và mời các em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và tầng cuối cùng của ngôi nhà này thiết kế ra sao đây ạ? Tầng cuối cùng của ngôi nhà là chủ nhà thiết kế toàn bộ là mái tôn chống nóng, đồng thời ở trên này là để bồn nước mọi người nha. Vị trí của nó thì rất là hợp lý, biên giang Hà Đông, Hà Nội, giao thông đi lại thuận tiện, xung quanh dân cư đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin thì cứ vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Ánh Nhà Tốt, hai số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.